Trong thời đại ngày nay thì khi mà công nghệ ngày một phát triển và nó đưa con người vươn tới những tầm cao mới cho những thành tựu vượt bậc trong mọi lĩnh vực, điện ảnh thì cũng không phải là ngoại lệ khi có nhiều bộ phim được ra mắt công chúng bằng những kỹ xảo và công nghệ dựng phim tiên tiến nhất. Hướng đi song hành này cùng với thời gian mang tới cho nhiều nhà làm phim và các nhà sản xuất có thêm những chủ đề mới nhằm đa dạng hóa màu sắc cho ngành công nghiệp giải trí. Lần lượt thì những bộ phim khoa học viễn tưởng rồi những tác phẩm với những con robot hay người máy khổng lồ xuất hiện nhiều hơn, cộng thêm vào đó là những đề tài bao hàm quanh vũ trụ, nơi mà con người vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Tất cả khiến các khán giả luôn có những sự chờ đợi nhất định khi mỗi tác phẩm này được ấn định thời gian để công chiếu. Và hôm nay, mời các bạn cùng với rạp chiếu phim điểm qua những cái tên ấn tượng nhất về đề tài robot và người máy thông qua video này. Xin mời! Đầu tiên đó là Ex Machina, người máy trỗi dậy. Người máy trỗi dậy là một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng của Mỹ kể về Caleb, một lập trình viên tài năng và may mắn được tuyển chọn để tham gia vào chương trình huấn luyện đặc biệt và tạo nên những trí thông minh nhân tạo đang hiện hữu trong các thí nghiệm robot. Caleb đã được đưa đến một hòn đảo hoang nơi phòng thí nghiệm được đặt bí mật do tiến sĩ trẻ Nathan quản lý. Tại đây thì Caleb đã ngạc nhiên khi thấy một con robot di chuyển và có thể suy nghĩ y như con người. Tuy nhiên bộ não của người máy bỗng dưng gặp trục trặc và khiến nó trở nên có nhận thức cao hơn. Và một cuộc đào thoát cũng bắt đầu từ đây. Tác phẩm tiếp theo sẽ là AI, trí tuệ nhân tạo, một bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg. Trí tuệ nhân tạo lấy bối cảnh trong một tương lai không quá xa, thời điểm mà các tròm băng vùng cực đã bị tan chảy và sự nâng cao của mực nước biển khiến cho con người khó khăn hơn. Đây sẽ là thời kỳ của những chú robot công nghệ cao để phục vụ con người. Một trong những công ty sản xuất nổi tiếng có tên là Mecha đã thiết kế ra một kỳ tích đỉnh cao của những chú robot, đặt tên nó là David, một đứa trẻ nhân tạo đầu tiên có cảm xúc thật sự, đặc biệt là một tình yêu không bao giờ kết thúc với mẹ của cậu, đó là Monica. Monica là người phụ nữ đã nhận anh như một sự thay thế cho con trai thực sự của mình. Và khi con trai của mình trở về nhà sau khi việc chữa bệnh đã hoàn thành một cách ngoạn mục, thì cuộc sống của David đã bắt đầu thay đổi. AI có thời lượng 146 phút và được chấm 7,2 trên 10 điểm tại chuyên trang IMDb. Bộ phim thứ ba sẽ là Robocop, cảnh sát người máy. Tại một thành phố của nước Mỹ vào năm 2028, bọn tội phạm được trang bị nhiều vũ khí tối tân và khiến cho công việc của các cảnh sát ngày một trở nên vô cùng nguy hiểm. Sĩ quan Alex Murphy trở thành cái gai trong mắt giới tội phạm nên bị chúng quyết tâm để trừ khử. Vụ đánh bom đã khiến cho Alex nát gần hết người và đối mặt với cái chết. Vào lúc này thì một tập đoàn công nghệ đang chế tạo siêu người máy đã đưa cho gia đình Alex một đề nghị không thể chối từ, đưa cơ thể anh vào robot để tiếp tục sống và chiến đấu. Bộ đồ Robocop đã mang đến cho Alex sự sống và sức mạnh, nhưng đôi khi nó còn chi phối và điều khiển chính bản thân anh. Alex sẽ phải tìm cách cân bằng giữa lý trí, tình cảm với sức mạnh phi thường mà mình có thể chống lại được kẻ thù và bảo vệ cho gia đình của mình. Tiếp đến sẽ là tác phẩm The Matrix. Ma Trận là bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 1999, nói về cuộc chiến không cần sức giữa con người và thế giới người máy. Chúng là những cỗ máy thông minh ở thế kỷ 21 và bây giờ chúng đang nổi loạn. Các nhà khoa học đang cố gắng ngăn chặn chúng hấp thụ nguồn năng lượng duy nhất, đó là ánh sáng mặt trời. Người hùng trong trận chiến này đó là Neo, một hacker. Anh luôn có cảm giác khác thường về thế giới thực, cho tới khi người đàn ông tự xưng là Morpheus đã tìm đến anh. Với 8,7 trên 10 điểm trên chuyên trang IMDb, bộ phim này xếp thứ 18 trong danh sách 250 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Ngoài ra thì The Matrix giành chiến thắng vang dội với 4 giải Oscar dành cho biên tập phim xuất sắc, biên tập âm thanh xuất sắc, kỹ xảo xuất sắc và âm thanh xuất sắc. Ma Trận đã để lại ảnh hưởng to lớn với những bộ phim hành động ra đời sau năm 1999 ở Hollywood. Khác biệt nhất so với các bộ phim khác nằm trong danh sách này sẽ là Người Máy Biết Yêu, Wall-E. Mặc dù lấy đề tài nhân vật chính là những chú robot, nhưng bộ phim hoạt hình Wall-E lại khai thác khía cạnh về tình yêu. Đây tưởng chừng như là một ý tưởng điên rồ khi mà chúng ta chưa bao giờ có khái niệm về việc hai cỗ máy thuần kim loại lại biết fall in love với nhau. Thế nhưng các biên kịch của Pixar lại thành công khiến cho thế giới phải ngả mũi cúi đầu. Khi mà Wall-E chính thức mang về tượng vàng Oscar cho hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất, vượt qua các đối thủ nặng ký là Kung Fu Panda. Thậm chí thì các nhà phê bình còn đánh giá bộ phim Robot Biết Yêu xứng đáng cầm luôn cả đề cử hạng mục cho phim truyện xuất sắc nhất.
Tiếp đến sẽ là Pacific Rim, bộ phim đại chiến Thái Bình Dương lấy bối cảnh trong tương lai gần, khi mà trái đất bị tấn công bởi loài kaiju, loài quái vật khổng lồ xuất hiện từ một cổng không gian nằm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương. Và để chiến đấu với chúng, loài người đã hợp sức và tạo nên các Jigger, những mecha khổng lồ hình người do hai phi công được kết nối với nhau thông qua một cầu nối thần kinh tham gia điều khiển. Nhân vật chính trong phim đó là Raleigh Beckis, một cựu phi công Jigger được triệu tập để hợp tác với tân binh Marco Mori trong những nỗ lực cuối cùng nhằm tiêu diệt giống loài kaiju. Pacific Rim chỉ nhận được 5,6 trên 10 điểm tại IMDb, nhưng lại nhận được giải điện ảnh Hollywood cho kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất. Cái tên thứ 7 trong video ngày hôm nay sẽ là một series phim của Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Chiến tranh giữa các vì sao là bộ phim lấy chủ đề về những người máy robot ngoài không gian và cuộc chiến xung đột giữa con người. Phim được công chiếu lần đầu vào năm 1977 và kết thúc phần 9, phần cuối cùng của bộ phim đình đám vào năm 2019. Bộ phim kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật khác nhau tại một thiên hà xa xôi. Ở đó thì các nhân vật chính trong phim lần lượt sở hữu thần lực và cho phép sử dụng thực hiện một loạt thao tác khả năng siêu nhiên. Trận chiến giữa các vì sao từ đây được nổ ra và thiết lập nên những đế chế mới. Với những diễn viên nổi bật như Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Star Wars có được các giải thưởng như giải sao thổ cho đạo diễn xuất sắc nhất, giải quả cầu vàng cho nhạc phim hay nhất, giải Oscar cho dựng phim xuất sắc nhất. Còn trên chuyên trang IMDb, tác phẩm này nhận được 8,6 trên 10 điểm. Tiếp đến thì sẽ là Alita Battle Angel, Alita Thiên Thần Chiến Binh. Những lời khen có cánh với các cụm từ như siêu phẩm, kiệt tác hay hoàn hảo đến từng chi tiết có lẽ không đủ sức để nói về đứa con cưng của đạo diễn James Cameron. Lâu lắm rồi thì người ta mới được thưởng thức một chuyện tình giữa người và máy cảm động mà vẫn mãn nhãn với những yếu tố hành động. Alita Thiên Thần Chiến Binh được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản với tác giả đó là Yukito Kishiro. Phiên bản anime từ những năm 90 đã thu sẵn một lượng người hâm mộ nguyên tác cực kỳ đông đảo. Đây có thể được xem là ưu điểm nhưng cũng đồng thời là một bất lợi lớn với bản live action sinh sau để muộn. Và chưa kể thì phong cách làm phim Hollywood trước giờ vẫn không hợp với cách kể chuyện manga anime. Thật may mắn thì dự án phim được thai nghén và chuẩn bị trong 16 năm ròng rã không làm người xem phải thất vọng. Doanh thu mà Alita Thiên Thần Chiến Binh thu về từ các phòng vé là hơn 400 triệu đô la Mỹ, trong khi kinh phí của bộ phim này là 170 triệu đô la Mỹ. Tác phẩm thứ 9 sẽ là một bộ phim rất quen thuộc với khán giả, Iron Man, bộ phim Người Sắt. Người Sắt là một bộ phim điện ảnh về đề tài siêu anh hùng của Mỹ vào năm 2008, dựa trên nhân vật truyện tranh cùng tên của Marvel Comics. Bộ phim kể về thiên tài, tỷ phú và cũng là tay chơi Tony Stark, là người thừa kế tập đoàn Stark Industries, chuyên nhận thầu quốc phòng từ cha của mình. Anh sang Afghanistan, đất nước đang bị tàn phá bởi chiến tranh cùng với trung tá Jim Ross để giới thiệu một phát minh mới có tên là Jericho, nhưng bị bắt giam trong hang động của nhóm khủng bố Ten Ring. Tác phẩm thu về hơn 585 triệu đô la Mỹ tiền doanh thu so với kinh phí sản xuất chỉ là 140 triệu, đồng thời nhận được nhiều lời tán dương cho phần diễn xuất, đặc biệt là vai diễn Tony Stark của Downey, cũng như là phần hiệu ứng hình ảnh và các phần cảnh hành động. Viện phim Mỹ đã lựa chọn Người Sắt là một trong 10 phim hay nhất trong năm 2008, đồng thời cũng nhận được 2 đề cử cho giải Oscar với biên tập âm thanh xuất sắc nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Hai phần phim tiếp nối là Người Sắt 2 và Người Sắt 3 lần lượt ra rạp vào ngày 7 tháng 5 năm 2010 và ngày 3 tháng 5 năm 2013. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cùng đến với The Terminator, Kẻ Hủy Diệt. Kẻ Hủy Diệt lấy bối cảnh phim vào năm 2029, một trí thông minh nhân tạo đang thống trị thế giới và bắt đầu tận diệt loài người. Kẻ Hủy Diệt vốn là người máy sát thủ được lập trình để tiêu diệt Sarah Connor. Kellery, một người lính thuộc quân kháng chiến của con người đã gửi đến để bảo vệ Sarah. Sau khi giết chết hai người cùng tên Sarah Connor khác, Kẻ Hủy Diệt lần theo mục tiêu của hắn để đến một hộp đêm và Kai đã cứu Sarah khỏi sự tấn công của Kẻ Hủy Diệt và cả hai đều đã trốn thoát. Kẻ Hủy Diệt ra mắt khán giả vào năm 1984, sau đó nhận các giải thưởng như giải sao thổ năm 1985 với các hạng mục phim khoa học viễn tưởng hay nhất, kịch bản phim hay nhất và tác phẩm của đạo diễn James Cameron cũng được đánh giá cao với 8,0 trên 10 điểm trên chuyên trang IMDb. Và cuối cùng sẽ là tác phẩm Transformer, phim người máy biến hình. Transformer có thể xem là tác phẩm thay máu cho toàn bộ dòng phim người máy robot thế kỷ 21. Tác phẩm này hội tụ đủ mọi yếu tố từ kịch bản, kỹ xảo cho đến phần nhìn mãn nhãn. Và bạn không chỉ được rửa mắt với những màn biến hình từ siêu xe thành người máy chiến đấu,
mà còn có thể đắm chìm trong vẻ đẹp cháy bỏng của Megan Fox và Rosie Huntington-Whiteley. Mặc dù vẫn còn một số bước thụt lùi so với 3 phần đầu tiên, nhưng các nhà sản xuất vẫn mạnh mẽ chi tiền cho phần 4 và phần 5. Nếu như các bạn không có quá nhiều yêu cầu về một kịch bản đau não, kèm đi những plot twist giật gân, mà chỉ muốn tìm kiếm cảm giác thưởng thức phim robot hành động giải trí, thì Transformers chắc chắn sẽ là cái tên không thể bỏ qua. Không chỉ thắng lớn trên màn ảnh, những mô hình robot và các ấn phẩm ăn theo thương hiệu này cũng mang về một khoản lợi nhuận khá khá. Vậy nên, dù phần 5 chiến binh cuối cùng nhận cơn mưa chê bai, thì khả năng cao chúng ta vẫn sẽ được xem phần 6. Và trên đây cũng chính là danh sách những bộ phim hay nhất về chủ đề robot mà người máy mà rạp chiếu phim đã mang đến dành cho các bạn. Trong video này, mình sẽ không xếp hạng theo thứ tự từ hay cho đến hay nhất, mà mình sẽ để phần này dành cho các bạn bằng cách comment hay ở dưới. Đừng quên để lại các ý kiến của mình cũng như đề xuất thêm những đề tài mà các bạn mong muốn bọn mình làm thêm. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.